Ba bạn cà phê thương. Đang chơi đùa trên đường. Alo, alo, bạn đang ở đâu? Tôi đang ăn. Thỏ con ơi, cậu đâu rồi? Thỏ con. Cảnh sát trưởng Labrador đang nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, thỏ con bị mất tích rồi, chúng cháu không tìm thấy bạn ấy. Để giúp bọn cháu với. Các cháu đừng lo, bọn chú sẽ tới ngay. Hả? Cảnh sát trưởng Labrador, bọn cháu đang chơi với thỏ con thì đột nhiên bạn ấy mất tích. Cháu sợ quá. Đừng lo, bọn chú sẽ tìm thấy bạn ấy. Đúng vậy, không có vụ án nào mà chú không thể phá được. Dấu chân chỉ xuất hiện ở trên nắp cống thôi. Các cháu này, các cháu đang chơi gì trước đó vậy? Dạ, nhảy lên nắp cống ạ. Nhảy vui lắm ạ. Hả? Dừng lại, nhảy trên nắp cống nguy hiểm lắm đấy. Cẩn thận. Dưới này hôi quá. Nhìn cái này này. Đấy là nơi của thỏ con á. Các cháu hãy tránh xa nắp cống ra. Chú phải xuống đó để giúp chú Dobby tìm thỏ con. Dưới này hôi thật. Lối này bị chặn rồi. Thỏ con chắc hẳn đã đi lối này. Ai cứu cháu với? Cảm ơn. Hả? Đường ống bị chia ra ở đây. Chúng ta đi đường nào đây? Để tôi nghe thử xem. Đường này. Tránh ra đi, đừng đến gần tôi. Thỏ con. Hả? Tránh ra, đi. Cảnh sát trưởng Labrador. Thỏ con đừng sợ, bọn chú sẽ đưa cháu ra khỏi đây. Ôi không, nước thải đã xả theo hướng này. Chạy mau. Nó chảy nhanh quá. Dobby, hãy dùng ván gỗ kia. Các cháu hãy hứa với chú không bao giờ được nhảy lên nắp cống nữa. Nó rất nguy hiểm đấy. Ở bên dưới đó đáng sợ lắm. Bọn cháu sẽ không làm thế nữa đâu ạ.
sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không được dẫm lên nắp cống, hãy tránh nó khi các cháu đi bộ trên đường. Các cháu có thể bị ngã xuống và bị thương nếu các cháu dẫm phải một chiếc nắp cống bị vỡ hoặc đã cũ hỏng. Ngoài ra, hệ thống nước thải chằng chịt, khí ga có hại, nước thải, rán và chuột ở dưới cống có thể sẽ làm việc leo lên trở nên khó khăn hơn.